Dạ, xin chào cả nhà, chào đại gia đình, ông bà cô chú, các anh chị, các bạn. Thì hiện tại em đang có mặt ở ngã tư Lê Đại Hành và 3 tháng 2. Thì cái chỗ này đó là rất là nhiều anh chị, nhiều người đi ngược chiều á cả nhà. Đây nè, ngược chiều nè. Quay lại nó phạt á. Đó, chạy qua bên kia thì nó sẽ phạt. À, chỗ này nhiều người đi ngược chiều lắm cả nhà. Mình gặp đâu thì mình cảnh báo giùm họ thôi, chứ còn là băng qua đường 3 tháng 2 ấy, mà quẹo qua góc thứ tư thì cảnh sát giao thông sẽ ra bắt phạt liền. Tại vì đoạn này như cả nhà thấy không, em ra đi là một chiều nè, xe cấp cứu trước cũng đi một chiều nè. Đường này là đường lãnh Minh Thăng, đoạn này một chiều đó, qua bên đây thì hai chiều lại nè, đó hai chiều lại. Nên cả nhà đi chú ý nha. Hiện tại là 4:59 là 5 giờ. Đó, cả nhà thấy không? Đó là rõ ràng cái đoạn này, qua đoạn này thì mới là 2 chiều nè cả nhà. Em xin gửi đến cả nhà những hình ảnh mới nhất buổi chiều ở đường Lãnh Minh Thăng, quận 11 nha. Thì chiều nay thì tình hình là xe nó cũng hơi đông, bây giờ này cũng tăng tầm. Trước mặt em là bên hông em á, là một xe VinFast VF8. Xe họ bán không được, thành ra họ chạy taxi rất là nhiều. Hai anh áo vàng mới vừa bắt một chiếc xe nào đó, chắc không có giấy tờ, nên là chạy xe về luôn rồi. Thường ở Sài Gòn này nhiều người ngộ lắm nha. Thói quen họ đi ra đường họ cũng một số người thôi chứ không phải là hết tất cả. Thì họ ít mang giấy tờ đầy đủ lắm cả nhà. Thành ra tới trường bị bắt vô, bị vi phạm bắt vô thì không có giấy tờ là công an bắt luôn xe đem về luôn, giam luôn. Thì nó sẽ phức tạp hơn nhiều, tại vì thay vì người ta giữ giấy tờ của mình, giấy xe của mình, thì người ta sẽ không có gì để giữ, thì người ta phải giữ xe máy thôi. Rồi mình mai mốt mình đi đóng phạt nó nặng nè, không giấy tờ ha, rồi không có đem bằng lái rồi, rồi xe bị giam, rồi phải đóng tiền lấy xe ra, phải đóng tiền bãi xe nữa, nó cực kỳ phức tạp vậy đó. Còn này thì có bán nó bảo hiểm khá nhiều hết cả nhà, với bên tay trái em nè, cũng một chiếc xe taxi của VinFast nữa, màu sắc thì xanh nữa. Đây là ngã tư Bình Hới và Lãnh Minh Thăng, qua bên đây là ông Ích Kim rồi cả nhà. Đoạn này đó, đặc biệt là đoạn này là có một con đường thẳng, nhưng mà có 3 tên đường lận. Ở đoạn đầu nãy là mình qua Lãnh Minh Thăng rồi, thì bây giờ qua đây là ông Ích Kim. Ông Ích Kim qua tới cái ngã tư này thì nó là Hòa Bình đó, ngộ vậy đó cả nhà. Chiều nay thì đường đây cũng khá là đông đó, tại vì giờ tăng tầm. Một cô gái có hình dáng rất là tuyệt vời luôn, đi vết ba rất là sang trọng. À, mang cái đôi giày cao gót rồi một tấc, ra vào nhìn nó xe trọng, nó khác hẳn liền. Qua đây là Hòa Bình nha cả nhà ơi. Đây là Đầm Sen. Ở đây có những cái cửa hàng xe máy Hoàng Việt nè. Bên tay trái em đó là Đầm Sen, cổng Đầm Sen, với lại một cái quán cà phê đá gì đó, vườn đá đó, cà phê vườn đá đó cả nhà. Bãi bến xe buýt ở Đầm Sen. Khu này thì rất là náo nhiệt buổi chiều luôn.
mấy hôm nay có vẻ hơi vắng, nhưng mà những cái ngày cuối tuần rồi đó, mấy hôm rồi thì mấy tuần trước á, thì cái lượng học sinh rồi đó ở các trường á, đi du lịch lên đây rất là đông, ở các tỉnh luôn. Quá trời, giờ siêu thị bánh quá xanh rồi ha, rồi CB Hội Văn Biểu Ngữ bán nào là thịt siêu thịt là không có chất tạo nạc, siêu sạch này kia. Mà quảng cáo thì vậy, không biết sự thật như thế nào. Bây giờ heo mà nuôi không có chất kích thích thì nó rất là lâu lớn, rồi con người dân ăn thịt heo đó nó còn dư chất kích thích đó cả nhà, rất là dễ bị bệnh sau này, bệnh đủ thứ bệnh, ung thư cũng có, bệnh tùm lum đó. Nó ra bệnh tùm lum hết luôn. Bây giờ chất gà công nghiệp vậy nuôi nó cho ăn chất kích thích đó, rất là mau lớn. Em tới ngã tư này là ngã tư Cơ Tân Hóa với lại Hòa Bình nữa cả nhà. Hồi xưa chỗ này là con kênh, họ làm cái lấp đi, họ làm con đường. Một chiếc xe phục vụ mai táng mà nó bị chết máy rồi, chở một cái hòm nhỏ chắc của em bé. Đây có Đại học Quốc tế Hồng Bàng cả nhà, nhưng mà có vẻ như là họ trả mặt bằng rồi, họ trả mặt bằng rồi, thành ra em thấy nó rất là hoang sơ. Chỗ này thì cũng không sang trọng gì cả, họ thuê thôi. Kế bên là trung tâm chính trị, trường dạy học. Tới đây em rẽ ngoài phải qua bên đường Lũy Bán Bích. Đây cũng là một con đường đẹp, đã được đầu tư xây dựng lại một thời gian sau này, rất là rộng rãi, thoáng. Mặc dù đường xe đông nhưng mà nó sẽ giải quyết được tình trạng kẹt xe rất là nhiều những cái năm trước. Đường này thì nó thông cuối đường luôn, là nó lên Tân Bình, nó lên Trường Chinh đó cả nhà. Trường Chinh nó đi đến quận 12 rồi, thì đường này nó lại thông lên đó. Trên Tân Phú này nổi tiếng là nhà xưởng đó cả nhà. Qua đây địa bàn ở Tân Phú rồi. Tân Phú thì nổi tiếng là những cái xưởng này kia, mỗi một quận có cái đặc trưng riêng. Như quận Bình Tân thì sau này họ mai mặt. Còn ở Tân Phú này thì chuyên sản xuất những cái này kia rồi đó. Đấy, em quẹo vô đường Lương Trúc Đàm, quận Tân Phú. Đây là những con đường nội bộ cả nhà. Mình đi cứ đi khảo sát, mình trải nghiệm những con đường mới để mình biết về Sài Gòn nhiều hơn. Sài Gòn tuy nó rất là bé nhưng mà nó rất là đông, rất là chật chội, rồi nó rất là nhiều đường nhánh. Những cái nơi mà mình chưa dịp đi thì cả nhà cũng xem qua để mà mình biết. Để sau này mình đi mình cũng biết cái đường này, hồi trước mình đã thấy trên YouTuber đó. Đặc biệt là những cái bên đây em thấy có rất là nhiều nhà xưởng á, sản xuất bao bì nè, in ấn rồi đó. Thì Tân Phú này họ có một lợi thế rất là mạnh luôn đó. Tập trung những cái ngành sản xuất như vậy. Đấy, em quẹo qua đây là Nguyễn Lý nha, Nguyễn Lý rồi trước ngã tư em là Thọ Ngọc Hầu, ngã tư Nguyễn Lý và Thọ Ngọc Hầu. Thì Thọ Ngọc Hầu là một con đường nổi tiếng ở Tân Phú, tại vì nó kết nối quận Bình Tân, Tân Phú rồi đi qua bên Tân Bình.
đó. Đây là một cái ngã, không phải là ngã tư, 1, 2, 3, 4, 5, ngã 5. À, ngã 5 Lê Khôi nè, Thập Lam nè, Trần Quang Cơ nè. Hả? Đây, để quẹo qua Lê Khôi nha. À, đến đây cái phần khu vực này nè cả nhà, đó là đường nó cũng hay lắm, đường nó ô bằng cờ Lê Khôi, Lê Niệm rồi nè, không biết có anh em không mà lê lum chỗ này, lê nhiều lắm. À, ô bằng cờ cho nên là đi cũng dễ đi. À, Tân Phú này là một trong những cái quận mới, thành ra đường xá đó người ta thiết kế quy hoạch nó khá đẹp hơn, cũng không phải là chuẩn hết nhưng mà cũng khá ok. À, phía bên phải là Hiền Vương, trước là Hiền Vương, bên phải đây.